Xin chào quý vị Trước khi bắt đầu buổi học ngày hôm nay Mời quý vị chấp tay Chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa à, dành cho những vị mà hôm à, bữa trước à, cái bữa đầu tiên các vị không có mặt thì à, ngày hôm trước chúng ta có à, đề cập đến định nghĩa về phật pháp và tăng qua đó, đó sư có giới thiệu là Đức Thế Tôn khi mà Ngài hướng dẫn chúng ta những cái tuần tự Pháp, Ngài đã hướng dẫn những điều gì? Và trong những cái buổi học này đó, sư sẽ tuần tự giải thích cho quý vị theo tuần tự Pháp. Và thông qua đó, chúng ta có thể hiểu được một vài những cái định nghĩa và nếu như mà trong cái quá trình học mà mạng nó không có được ổn định hoặc là quý vị có cái vấn đề gì đó thì hoan hỷ có thể chat lên để cho sư biết ha thì hôm nay chúng ta đi đến cái phần đầu tiên đó là chúng ta tìm hiểu nghĩa của cái bố thí khi mà nhắc về bố thí rất là nhiều vị nói, ô sư ơi, bố thí cũng biết rồi. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta biết được bao nhiêu về bố thí. Bố thí là điều đầu tiên mà Đức Thế Tôn nhắc đến ở trong tuần tự pháp. Bố thí cũng là điều được nhắc đến đầu tiên ở trong 10 cái nhân sanh phước. Đấy và ngay cả trong các cái uh, ba la mật ấy, thì bố thí nó vẫn đứng đầu. Tại vì sao? Bởi vì thưa quý vị đó, chúng sanh chúng ta sống phước rất là ít mà tội thì nó khá là nhiều. Điều nó hiển thị rõ là chúng ta thấy sống ở đời những cái mà như ý thì nó rất là hiếm mà những cái không như ý thì nó rất là nhiều thế cho nên để mà chúng ta thuận tiện đi trên con đường đưa đến sự giác ngộ giải thoát chúng ta cần vun bồi rất là nhiều công đức và một trong số đó thì không thể thiếu bố thí được bởi vì sao bởi vì nếu như mà không có bố thí làm nền ấy chúng ta muốn thực hành những cái thiện pháp khác rất là khó rất là khó thưa quý vị mà khi mà chúng ta nói về vũ thí như vậy đó, um, câu hỏi đặt ra là chúng ta biết bao nhiêu về vũ thí? Hmm. Theo như A Tỳ Đàm, vũ thí chia ra nhiều loại lắm quý vị. Và bây giờ ngày hôm nay Sư sẽ dẫn quý vị đi theo rất là nhiều mặt, ha. giới thiệu cho quý vị rất là nhiều mặt mà từ xưa tới giờ đó chúng ta không có ngờ tới thứ nhất là chúng ta xét về cái tâm khi mà mình cho ra khi mình cho ra thì chúng ta cho ra bằng cái tâm gì Nha. khi xét về tâm thì thứ nhất là chúng ta xét về cái cảm thọ tức là gì khi mà mình cho đó mình cho một cách vui vẻ hay là mình cho một cách dưỡng dưng nó khác nhau nhiều lắm khi mà chúng ta cho một cách vui vẻ đó thì uh, chúng ta gọi đó là thọ hỷ còn chúng ta cho một cách dưỡng dưng cái kiểu thì um, thấy cái đứa ăn xin nó qua thì nó xin 5 ngàn 10 ngàn mình móc tờ tiền lẻ mình thấy có 5 ngàn 10 ngàn mình cho nó rất là dưỡng dưng hoặc là mình đến thì thôi mình cứ đến chùa thấy cái thùng Phước Điền thôi cứ nhét vô xong rồi đi cái kiểu mà cho dưỡng dưng thì nó sẽ cho cái phước thọ xã ừ thì cái thọ hỷ và thọ xả nó cho cái phước khác nhau khi mà chúng ta bố thí mà chúng ta có thọ hỷ đời sau sanh ra mình sẽ là người tương đối nó vui vẻ cái quả đầu thai đó nó sẽ cho chúng ta là cái người vui vẻ còn khi mà chúng ta bố thí bằng cái tâm hờ hững cái tâm dưỡng dưng ấy, thì nó sẽ cho cái quả mình là cái con người lạnh nhạt là con người lạnh nhạt rồi xét về tâm thì còn có chia ra một vấn đề nữa đó là khi chúng ta bố thí như vậy có trí tuệ đi kèm hay không cái này rất là quan trọng nha à, bởi vì khi chúng ta bố thí mà có trí tuệ xin thưa là cái phước của chúng ta nhân lên gấp nhiều lần còn khi mà chúng ta bố thí không có trí tuệ đó cái phước chúng ta kém rất là nhiều lần thế nào là bố thí có trí tuệ có trí tuệ đầu tiên là chúng ta phải có sự nhận thức về nhân quả, có sự nhận thức về nhân quả. Nghĩa là gì? À, tôi biết à, bố thí là điều thiện, ít nhất là tôi biết như vậy. Và cái quả của việc bố thí đó nó sẽ cho quả lành.ít nhất là mình biết về nhân quả cái đã, cái đã biết về chuyện đó thì đó là mình có trí. Rồi khi mà mình bố thí như vậy đó, khi mình cho ra đó, mình có suy tư mình có đầu tư suy nghĩ là mình giúp như vậy đó mình giúp có tới nơi tới chốn hay không hay là cái kiểu cho đó rồi thì sống chết mặt bay xin lấy ví dụ nha một cái sự kiện mà chúng ta tranh cãi rất là nhiều đó là khi mà chúng ta phóng sanh nhiều người nói phóng sanh thì mình bố thí cái sinh mạng Ờ, cho chúng sanh thì nó rất là tốt. Sư không có phản đối. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta có cái trí tuệ đi kèm trong cái việc bố thí này hay không. Cái người có trí tuệ đi kèm thì họ sẽ tìm một cái chỗ nào đó mà họ thả con vật phóng sanh ra mà mình chắc chắn nhiều chắc chắn thứ nhất là nó sẽ không bị bắt lại nè. Nha. Cái thứ hai À, là con vật nó ở chỗ đó nó có thể sống được. Và cái thứ ba là cái chuyện mà mình phóng sanh nó đó, có ảnh hưởng đến chúng sanh khác hay không. Tức là mình đang vận dụng cái trí tuệ của mình để mình coi coi cái việc bố thí của mình đó, nó tốt hay chưa. Còn cái kiểu mà mình um, bố thí mà thiếu trí ấy, thì thôi cứ thấy thấy người ta bán chim rồi bán cá thì mình cứ mua phóng xanh thôi à, nhưng mà còn cái chuyện mà mình thả nó nó ra rồi đấy người ta có bắt lại nó hay không là mình không biết tới mình không dính dáng tới mình không suy nghĩ tới rồi cái chuyện mà mình phóng xanh nó ra rồi đấy rồi à, nó có sống được hay không là mình cũng không thèm quan tâm tới rồi cái chuyện mà mình phóng sanh nó ra rồi đấy, Nó có ảnh hưởng đến chúng sanh khác hay không Thế là mình cũng không quan tâm tới Nó dẫn đến chuyện gì Dẫn đến mỗi một mùa Mỗi một mùa Vu uh, lan uh, Rồi các cái ngày lễ uh, Quý vị thấy đó uh, Chúng ta phóng rất là nhiều chim Rất là nhiều cá Chim thì mình cứ thả ra Rồi thiên ngã cứ bắt lại Thả dài bận bắt dài bận như vậy Chim nó mệt nó Chết thì thôi rồi cá mình thả đầu trước đầu sau nó đứng nó chờ sẵn nó rình nó bắt rồi đấy thì cái kiểu như vậy là mình bố thí đúng là có phước nhưng mà cái phước đó, đó mình không chịu đầu tư trí tuệ vào thành ra cái sự bố thí của mình đó, nó thiếu cái nhân trí tuệ mà khi bố thí mà có trí và bố thí không có trí nó khác nhau ở chỗ nào khác nhau ở chỗ đó. như sư nói ban đầu cái phước nó cho ra đó ha, cái người bố thí mà có trí cái phước nó trổ rất là nhiều lần nó trổ rất là nhiều lần nha còn cái người mà bố thí mà thiếu cái nhân trí tuệ đi kèm cái quả cho nó rất là kém đó là cái thứ nhất cái thứ hai cái người bố thí mà có trí đời sau sanh ra nhờ cái phước đó đó họ là cái người tam nhân tức là có cái nhân trí tuệ đi kèm nghĩa là sao sư nói đơn giản là mình tu ấy là mình có khả năng chứng thiền còn nếu như đủ phước là có khả năng chứng thánh còn khi mà mình bố thí mà mình không có cái nhân trí tuệ đi kèm đời sau sanh ra tu nha tu có tu cỡ nào đi chăng nữa không chứng là không chứng không thể chứng được không thể chứng thiền cũng không thể chứng thánh anh có thể rất là giỏi thành đạt ở đời thành đạt ở đạo anh có thể tách ra làm một cái tông phái riêng gì đó của riêng anh nhưng mà anh nhất quyết là anh không thể chứng thiền và không thể chứng thánh do đâu do năm xưa khi chúng ta bố thí chúng ta không có nhân trí tuệ đi kèm thì làm sao mà đời này chúng ta có được trí tuệ để chứng thiện và chứng thánh Đấy. Rồi thêm một vấn đề nữa xét về tâm. Tức là khi chúng ta bố thí như vậy đấy là chúng ta tự mình bố thí và mình bố thí không có chờ cái sự suy tư đắn đo hay là mình bố thí mà nó phải cần có sự trợ duyên từ người khác, tức là người khác kêu mình đi bố thí anh hai anh ba em út kêu mình đi bố thí thì mình mới đi hay là sau khi mình phải đắn đo rồi nó cần phải có sự trợ duyên từ nhiều phía ha rồi mình đắn đo mình suy tư rồi khi mà đủ đủ cái sự hỗ trợ đó rồi đó thì mình mới bố thí tức là ở đây chúng ta bố thí là mình tự phát hay là phải chịu tác động thì mình mới chịu bố thí hai cái này cũng khác nhau nó cho cái quả thứ nhất là cái quả vật chất thì nó tương đương nhau nhưng mà nó cho một cái quả này nó khác nhau nè khi mà mình bố thí mà nó tự phát thì nó sẽ cho cái quả là ngoài cái việc mà có tài sản chúng ta còn là người ở trên thiên hạ còn khi mà chúng ta bố thí mà chúng ta nhờ chờ người ta thúc đẩy chờ người ta hò người ta hú rồi mình mới chịu làm thì nó sẽ cho cái quả cũng có tài sản nhưng mà mình ở dưới người ta à, vào thời Đức Phật có một nhóm 500 năm năm trăm vị gia chủ năm trăm vị gia chủ tức là năm trăm người giàu trong cái ngôi làng năm trăm người đó giàu lắm thì có một ông, ổng là trưởng của cái nhóm năm trăm vị đó nha nhưng mà giàu thì giàu như nhau à không 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 có giàu như nhau à, do năm xưa thì ổng làm phước thì ổng bỏ nhiều tiền hơn thành ra là năm đời này là ổng giàu hơn nhưng mà cái lý do cái lý do mà cái vị gọi là trưởng làng này đó được lên làm trưởng của cái nhóm 500 vị này là do năm xưa khi làm phước vị này là cái người phát tâm và sau khi phát tâm vị này rủ 500 người bạn cùng nhau làm phước. Chính vì lẽ đó đó, vị này sau khi mà cái quả nó chỗ vị này đứng đầu. Ừ vui trời đế thích cũng vậy. Nha, vui trời đế thích cũng vậy. Sở dĩ ông đứng đầu cõi Tam thập, Tam thập Tam thiên tức là cõi trời 33 đó. À, là do năm xưa khi mà ông làm phước thì ông là người dẫn đầu ông là người tự phát tâm và dẫn đầu còn 32 chàng thanh niên kia à, là chỉ nhờ cái sự tác động của ông nha nhờ cái sự tác động nhờ sự rủ rê nhờ sự dẫn đầu cho nên 32 chàng này mới cùng nhau để bố thí chính vì lẽ đó sau khi tái sanh về cõi trời thì vua trời đế thích là vị dẫn đầu của nhóm 33 vị thiên tử cho nên khi chúng ta bố thí mà chúng ta là người dẫn đầu cái Phước nó lớn hơn rất là nhiều so với cái việc mà chờ người khác tác động rồi ngoài ra khi mà chúng ta xét về bố thí chúng ta còn xét về cái mình xét về mình mình là người cho nè thì có những cái yếu tố nó quyết định cái việc mà mình bố thí như vậy đó nó phước nhiều hay phước ít chứ đừng nghĩ đừng nghĩ là hai con người cùng vào chùa như nhau cùng cúng dường như nhau mà được cái phước như nhau chưa chắc chưa chắc nha thứ nhất là mình xét về cái tâm của họ nha xét về cái tâm của họ tâm khác nhau sẽ cho quả khác nhau cái thứ hai là gì khi mà chúng ta bố thí như vậy xét về mình mình là người có giới hay là mình là người không có giới tức là mình xét cái giới hạnh của mình ấy có trong sạch hay không uhm... Bởi vì ở trong Tăng Chi Trong Tăng Chi bộ Kinh cái trường Bà Pháp Đức Thế Tôn có nhắc đến Cái sự khác biệt Giữa cái người bố thí có giới Và người bố thí không có giới Có khác nhau Do đâu Do giới hạnh Là cái nền tảng của tất cả các thiện Pháp nha Giới hạnh là nền tảng Của tất cả các thiện Pháp À, giống như là một cái ngôi nhà thì cần có những cột trụ cần có móng nhà cũng vậy à, khi mà chúng ta bố thí đó, mà chúng ta có giới thì cái phước của chúng ta nó có cái nơi để nó nương tựa và nó sẽ chỗ rất là nhiều quý vị để ý coi một cái căn nhà đó nha một cái chỗ ở mà mình không có móng mình không có cột thì nó giỏi lắm mình cũng chỉ xây mình chỉ làm được một cái túp lều thôi tức là dằn qua dằn lại chứ thế nào nó trắng tới trắng lui để có được cái túp lều thôi chứ còn mà muốn xây lên thì xây không nổi nha chứ đừng nói chi mà xây nhà lầu nha xây nhà lầu một tầng hai tầng ba tầng xây không nổi nhưng mà khi mà mình xây một căn nhà mà nó có cột nó có móng thì mình xây được những căn nhà rất là cao và nó cao được bao nhiêu thì nó tùy theo cái cái móng nhà và cái cột đó, nó chắc bao nhiêu tương tự như vậy khi mà chúng ta làm phước nha khi chúng ta bố thí thì cái giới của chúng ta đó, nó càng trong sạch bao nhiêu nó càng chắc bao nhiêu nó càng hoàn chỉnh bao nhiêu thì cái phước của mình nó lớn bấy nhiêu nó giống như một cái một cái thùng gỗ nha một cái thùng gỗ nó được ráp bởi năm cái nan nha năm cái thanh gỗ quý vị biết cái loại gỗ thùng gỗ hả năm năm cái thanh nan nó nó ghép lại thành một cái thùng gỗ thì cái khả năng chứa nước nhiều nhất của cái thùng gỗ đó nó bằng với cái chiều cao của cái thanh gỗ thấp nhất nha yeah. Cho nên khi mà mình làm phước đối với Phật giáo nguyên thủy thì thường có một cái thông lệ đó là trước khi mà quý vị trình bày để quý vị cúng dương, quý vị làm phước thì thường là trước đó mình xin giới. Để chi? Khi mà mình xin giới, mình xin thọ lại giới thì cái giới của mình ấy, nó trong sạch chính bởi vì như vậy nhờ như vậy đó thì cái phước mà mình tạo khi bố thí đó, nó nhiều hơn nhớ dùm sư ghi chú ghi chú gạch để chi vậy để sau này đó trước mà mỗi lần mình bố thí đó có cơ hội là sinh giới có cơ hội là sinh giới để cái phước mình nó nhiều Đó là nói về cái người cho Tức là mình là người cho Cái thứ hai á, Là chúng ta xét về người nhận Trong kinh phân biệt cúng dường á, Đức Thế Tôn nói Khi mà chúng ta bố thí Cho một cái loài súc xanh Thì mình được 100 lần phước Thì cái, cái con số 100 này nó chỉ tương đối thôi Để chúng ta có được uh, Cái 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 giá trị tương quan ha. thì à, bố thí cho súc sanh được 100 lần phước thì bố thí cho một người phá giới được 1.000 lần phước Đấy. tức là gì chúng ta bố thí cho 100 con súc sanh 10 con súc sanh 10 loài thú 100 loài thú cũng không bằng bố thí cho một người dù cho họ là người phá giới nha à, rồi chúng ta bố thí cho cái cho rất là nhiều người phá giới 10 người phá giới 100 người phá giới thì cũng không bằng bố thí cho một người giữ giới nha rồi chúng ta bố thí cho 10 người giữ giới 100 người giữ giới nhưng mà họ còn là tại gia cư sĩ thì không bằng chúng ta bố thí cho một vị Phàm tăng mà có giới rồi tương tự như vậy chúng ta bố thí cho một nhóm phạm tăng thì cũng 10 vị phạm tăng, 100 vị phạm tăng thì cũng không bằng một vị sơ quả. Rồi tương tự như vậy, bố thí cho vị sơ quả thì không bằng cho vị nhị quả. Bố thí cho vị nhị quả không bằng bố thí cho vị tam quả. Bố thí cho vị tam quả thì không bằng bố thí cho vị tứ quả. Rồi bố thí cho vị tứ quả thì không bằng bố thí cho vị độc giác. Rồi bố thí cho 10 vị độc giác, 100 vị độc giác cũng không bằng bố thí cho một vị chánh đẳng giác. Rồi bố thí cho 10 vị chánh đẳng giác thì cũng không bằng bố thí cho tăng đoàn. Nha. À, tại sao như vậy? Tại sao nó có sự chênh lệch như vậy? Mặc dù sư biết là rất là nhiều vị rất là thích bố thí cho những cái loài thú. Nha. À, thích bố thí cho chim bố thí cho cá bố thí cho chó cho mèo à, sư mở hoặc sư nói ở đây nhé hệ mà chúng ta có bố thí là con phương. và chúng ta không bao giờ nên à, chê bất cứ ai à, chỉ bởi vì họ làm phước hơi ít nha không không nên bởi vì à, cũng trong kinh phân biệt cúng dường, đó. đức thế tôn nói với vị bà lão môn là dù cho đó chúng ta đem đồ ăn thức uống chúng ta vứt đi, chúng ta vứt đi với cái suy nghĩ là nhờ như vậy đó những cái con này con kia đó, nhờ như vậy mà nó được no bụng, thì cái người mà có suy nghĩ như vậy đó họ cũng có phước tức là gì mình đổ bỏ đồ ăn đồ ăn thừa mình đi mình đổ bỏ mà mình đổ bỏ ở cái nơi mà con kiến con gián con chuột con này con kia nó ăn được thì như vậy mình cũng có phước mà nha chứ không phải sư nói như vậy có nghĩa là à, sư chê à, là sau này à, khỏi bố thí cho con này con kia thì cái đó là không có nên nhưng mà chúng ta xét theo cái chúng sanh ấy. Thì loài thú thông thường nha Cái phước nó càng ít thì cái hình dáng nó càng nhỏ. Thành thử mình bố thí cho 10 con kiến thì chưa chắc cái phước nhiều bằng mình bố thí cho một con miền. Đấy. Do cái phước À, chúng sanh, chúng sanh càng ít phước thì cái thân hình của chúng sanh đó càng nhỏ. đấy, đó là cái thứ nhất. nhưng nhưng mà nó chỉ quanh quẩn trong cùng một chủng loài thôi. ví dụ như là cùng loài thú nha, cùng loài thú, thì cái con thú nhỏ thông thường thì nó sẽ ít phước hơn con thú lớn. mà quý gì để ý đi tại sao mà chúng ta nói là bố thí cho 10 con thú 100 con thú cũng không bằng bố thí cho một con người dù cho người đó là người không có giới nha tức là sát sanh trộm cắp tà dâm nô dối uống rượu rượu chè cờ bà trai gái hít hút chích đủ thứ trên trời dưới đất hết trơn vậy đó mà mình cho một người như vậy nó hơn rất là nhiều lần mình cho những cái con thú do đâu? Một phần là do phước, nha. Chúng sanh là phải phước nhiều lắm mới được sanh làm người. Sanh làm người rất gật, rất là khó chứ không phải dễ, nha. Chúng ta thử thống kê coi, riêng cái loại côn trùng không thôi đấy, nó nhiều hơn cái số loại người gấp rất là nhiều lần. Chưa kể nào là loài kiến, nè rồi nào là loài gián, nào là loài chuột, nào là loài chim tức là cái số chúng sanh nó nhiều hơn loài người gấp vô số lần nhiều lắm thưa quý vị. đấy cho nên sanh làm người rất là khó. Ừ. cái thứ nhất cái thứ hai loài thú nó thuần túy là sống theo bản năng thôi. loài thú mà muốn làm phước muốn làm thiện hiếm lắm khó lắm ở chùa thưa nó có mấy con chó rồi nó có mấy con chim rồi nó có mấy con cá nhưng mà nhiều khi sư vẫn tự nghĩ bây giờ mấy con này nó muốn làm phước thì nó làm phước kiểu gì Hả? nó muốn làm thiện thì nó làm thiện kiểu gì trong khi hệ sanh làm loài thú thì cái trí tuệ của nó là nó sẽ bị giới hạn rất là nhiều nó không còn cái sự linh trí như là loài người thì bây giờ nó muốn làm phước nó làm phước kiểu gì có gì suy nghĩ giùm sư những con thú mà bây giờ nó muốn làm phước nó làm phước cái kiểu gì khó lắm khó vô cùng trong khi đó loài người sư uhm, từng tiếp xúc với những tay anh chị với những tay mà tù tội nha tức là mình gọi là những cái người ở cái mặt trái xã hội đấy. thì sự tiếp xúc không phải chỉ một người hai người mà nhiều người thì khi tiếp xúc như vậy suy nhận ra rằng ngay cả ở những con người mà mình xem là ở mặt trái của xã hội mà họ cũng có những giây phút họ làm thiện nha họ cũng có những giây phút họ thương người họ cũng có những giây phút họ biết đồng cảm họ biết thương người này người kia họ biết giúp người này người kia đấy ngay cả những người như vậy mà họ còn có lòng làm lành mà. cho nên rất là khó để mà tìm một người đó hoàn toàn trong kiếp sống làm người của họ mà họ chưa từng làm phước thì nó thiệt là nó hơi khó đó. hơi khó trong khi đó, đó mình nhìn vào một loài thú mà suốt cuộc đời của nó mà nó muốn làm phước thì nó cũng khó khó rất là nhiều chính bởi vì lẽ đó khi mà chúng ta bố thí cho loài thú thì phước không nhiều như là chúng ta bố thí cho loài người dù cho đó là cái người thiếu phước đó là cái người mà thiếu giới hạnh rồi còn lại thì chúng ta quá dễ biết rồi cái người mà họ phá giới thì mình cho họ mình giúp họ làm sao mà có phước bằng cái việc là mình giúp đỡ mình cho cái người giữ giới được tại vì dù sao đi nữa thì cái người có giới nào có giới hạnh mình giúp họ đó thì cái phước chắc chắn là nó sẽ nhiều hơn. Rồi um, quý vị khi ở trong uh, ở trong cái bộ uh, tá tức là cái bộ um, chuyện tiền thân ấy, Đức Phật kể ấy, có thời ấy, khi mà ngài còn làm Bồ Tát ấy, Ngài từng cúng dường bố thí rộng rãi cho người dân ở trong cái xứ sở nha. Nhưng mà suốt cả một cuộc đời Ngài chưa bao giờ vậy đó mà Ngài chưa bao giờ nhìn thấy một người giữ nổi năm giới. Chưa bao giờ thấy. Mà chúng ta sanh ra vào thời của chánh pháp. Đó nó nó kỳ chứ mình có của mình không biết quý tới hồi mất rồi đó thì mình mới thấy nó hiếm giống như nhiều nhà mình có cha có mẹ thì mình không thấy hiếm đâu mình có đôi khi mình cũng có thường lắm tại có rồi mình không để ý nhiều đến khi mà mình mất cha mất mẹ mình mới thấy là mình mất cả một bầu trời chánh pháp cũng vậy khi mà chúng ta có chánh pháp ấy, thì chúng ta có được nhiều cơ hội để chúng ta giữ giới chúng ta không thấy cái giới nó là điều đáng quý chúng ta không thấy cái chuyện mà mình bố thí được mình cúng dường được cho cái vị có giới chúng ta thấy nó cũng bình thường lắm nhưng mà rồi sẽ có những thời kỳ sẽ có những kiếp sống mà chúng ta đốt đốt đi tìm một người giữ năm giới tìm không ra thưa quý vị. để cho nên bây giờ phải nói là mình có phước mình không biết nha. rất là nhiều đối tượng để cho mình làm phước mà mình quên không có nhận ra. đấy. rồi đương nhiên tại gia cư sĩ thì không bằng một vị phạm tăng có giới. tại sao vậy? bởi vì thứ nhất là một vị phạm tăng có giới đó hơn chúng ta ở cái giới quý vị giữ thì quý vị giữ được bao nhiêu giới như vậy, vậy? Ha? trong khi đó một vị tỳ kheo giữ 227 giới đấy cho nên xét về cái số lượng ấy thì cái số nó cũng hơn mình nhiều mà nói nó hơi kỳ chứ lỡ mà một vị tỳ kheo mà tương đối dễ vui nha tương đối dễ vui à, cũng ăn chơi cũng hơi bị nhiều ấy nhưng mà nếu như vị đó còn là một vị tỳ kheo thì tối thiểu vị đó cũng phải còn giữ được bốn bức cộng trụ và 13 tăng tàng. Đủ gì nghĩ đi, giữ được bốn bức cộng trụ 13 tăng tàng tức là giữ được 17 rồi, nó hơn cũng hơn mình. Thấy chưa? Hơn tại gia cư sĩ. Đó là chưa kể cái đời sống xuất gia đó. Ly dục nhiều lắm. Tức là gì? Hạn chế sự hưởng thụ nhiều lắm quý vị buồn quý vị chán à mình có thể gọi điện thoại cho bạn bè để mà tám chuyện được nhưng vì tỳ kheo mà đúng nghĩa không có làm chuyện đó được à, quý vị chán quý vị buồn quý vị đi uống cà phê được à, thậm chí là mình đi nhậu được nha. À, thậm chí mình đi vũ trường đi quán bar được nhưng mà một ông sư ấy, mà ra cái quán cà phê ngồi nhá, nói nói nó cũng hơi bị khó coi đấy rồi cư sĩ quý vị thôi à, mình mở nhạc mở phim rồi mình nghe mình cứ mở loa ngoài để mình nghe thoải mái được mà ông sư một vị tu sĩ thì làm cái chuyện đó nó nhìn nó không có nên, không có được đấy cho nên cái đời sống của một cái vị tu sĩ thì nó ly dục và nó có cái sự kiểm soát xấu căn nhiều hơn mình nhiều hơn tại gia cư sĩ nhiều lắm chính vì lẽ đó à, bố thí cho các cái vị xuất gia mà phàm ấy thì có phước hơn tại gia ừ. rồi đương nhiên là phàm thì không thể nào là bằng thánh được nha phàm thì không thể nào là bằng thánh À, nhưng mà cái câu một cuối cùng ấy, là bố thí cho vị chất đặng giác thì không bằng bố thí cho tăng đoàn à, như là trong trường hợp à, khi mà nghe, à, bà à, gotami à, tức là bà di mẫu ấy, di mẫu kiều, kiều đầm di ấy, à, cúng dường một cái bộ y một cái y đến đức thế tôn thì đức thế tôn mới nói với bà đó là nên cúng dường cho tăng đoàn như vậy thì có được nhiều lợi ích hơn. Bởi vì Đức Thế Tôn thì là cá nhân. Nhớ dùm nha. Đức Thế Tôn là cá nhân, trong khi đó đó tăng đoàn ấy là tập thể. Mà chúng ta có một cái câu ở trong uh, kinh tạng là Đức Thế Tôn ấy là bậc lưỡng túc tôn ừ, có nghĩa là đức thế tôn là đứng đầu trong các cái loài hai chân ừ, loài hai chân ấy, được xem là cái loài cao thượng nhất trong tất cả những cái loài chúng sanh thì loài hai chân là cao thượng nhất và đức thế tôn là lưỡng túc tôn tức là đứng đầu trong các loài hai chân mà giáo pháp ấy, là ly dục tôn tức là một cái giáo pháp ly dục còn tăng đoàn ấy là chúng trung tôn tức là cái hội chúng đứng đầu trong tất cả các hội hội chúng thì uh, tăng đoàn là đứng đầu cho nên bố thí cho tăng đoàn ấy là phước cao nhất uh, nhưng mà nói thì cũng phải nói cho tới tăng đoàn thì cũng có ba bậc nha thứ nhất ấy, là tăng đoàn mà có đức phật dẫn đầu tức là tăng đoàn có đức phật là người chứng minh là người dẫn đầu à, khi mà quý vị à, dân quê tre tăng ấy, thì mình có thường có cái lời tác bạch à, là xin phật chứng minh có phật có đức phật chứng minh à, tức là mình xem như đó tăng đoàn có đức phật dẫn đầu nha rồi xuống một cấp nữa là bậc có Đức Phật là bậc trung, à, bậc thượng ha, rồi bậc trung ấy là tăng đoàn là có thánh tăng nha, tăng đoàn trong đó có thánh tăng, còn bậc hạ đó là tăng đoàn trong đó chỉ có phàm tăng thôi. Này, thì đó là tính về cái đối tượng mà chúng ta bố thí. Ừ. Ngoài ra thì chúng ta còn có những cái cách bố thí chúng ta bố thí như thế nào tức là cái giá trị cái giá trị vật chất mà chúng ta bố thí à, nói về cái giá trị vật chất ấy, thì xin thưa không có nghĩa là mình bố thí càng nhiều thì à, phước nó càng nhiều chưa chắc mà ở đây đó um, nó có uh, ba loại. Thứ nhất là nô lệ thí. Thứ hai là bằng hữu thí và thứ ba là chủ nhân thí. Tức là sao? Nô lệ thí đó. là khi mà mình cho mà mình cho toàn mấy cái đồ mình vứt đi. Mấy cái đồ mà mình không có nhu cầu. Mấy cái đồ mình không muốn xài. Mình đem mình cho thì đó là nô lệ thí. Ừ, um, sư không nói là nó không có phước Sư không nói là nó không có phước Và sư cũng không có cản Tức là nếu như mà quý vị bố thí Mà mình cứ lựa toàn độ bỏ đó Để mình đem mình cho Thì nó cũng có phước Chứ không phải là không có phước Tuy nhiên Nó là nô lệ thí Tức là cho những cái thứ mà mình vứt đi À, chính bởi vì như vậy đó nha thí à, dụ như mà mình à, ăn một bữa ăn một bữa cơm ăn một bữa cơm mình ăn một bữa 50 chục ngàn sẽ ví dụ như vậy còn cái bữa cơm mà 10 ngàn mình nhìn vô mình ớ muốn chết luôn mình không muốn ăn nhưng mà mình đem cái bữa cơm 10 ngàn đó mình đi mình bố thí cho người ta thì cái bố thí đó là nô lệ thí nha rồi giả như là mình là người giàu nha, mình rất là giàu, à, mình cầm cái túi LV, à, túi Gucci, à, rồi à, rồi mình có cái áo cái áo lông chồn rất là quý, rất là quý, à, nhưng mà xài một thời gian cái mình chán rồi, mình chán rồi mình bỏ, nhưng mà bỏ thì nó cũng uống đồ xịn mà đồ xịn bỏ thì nó phí thôi mình cũng gom mình đem cho thì mặc dù á, cái giá trị tài sản nó rất là cao nha nó rất là cao hàng cao cấp nha nhưng mà khi mà mình vứt đi như vậy đó mà mình đem mình cho thì nó lại là nô lệ thí mà cái nô lệ thí này ở chùa thì có nhiều nhiều lắm à, cái kiểu vật tử mấy cái đồ cũ à, đồ cũ thì bỏ thương vương thì tội À, thôi thì cứ tống hết vô chùa biết đâu mấy thầy mấy sư có cái để mà xài thì xin thưa là mấy cái đó nô lệ thí nha nô lệ thí rồi còn cái thứ hai là bằng hữu thí bằng hữu thí nghĩa là sao có nghĩa là khi mà mình dùng cái gì thì mình cho cái đó tức là mình cho cái mà nó ngang với mình thí dụ như à, mình à, cũng cái ví dụ ở trên nha cái người mà ăn một cái món ăn 50.000 còn cái còn một bữa ăn 10.000 mình nhìn muộn ớ chết mà mình không có dám mình không có muốn thèm ăn à, nhưng mà ngược lại đối với người người nghèo nha ăn một cái bữa cơm mà 10.000 nhưng mà họ chịu chia sẻ cái bữa cơm 10.000 đó cho người khác thì cái sự chia sẻ mà ngang hàng như vậy đó nó là bằng hữu thí nha nó là bằng hữu thí còn cái loại thứ ba đó là những cái đó mình không dám ăn mình không dám xài nhưng mà mình đem cái đó mình cho người khác mình dám cho ví dụ như mình không có dám ăn một cái bữa ăn mà 50.000 mình không có dám ăn nhà mình ăn bữa chỉ 10.000 thôi nhưng mà mình gặp một cái người nào đó mà mình quý quá quý quá thành ra là thôi cắn cắn răng cắn cắn bụng Ờ, móc 50.000 đãi họ một bữa ăn thì đó là chủ nhân thí Đấy. cho nên cái giá trị tài sản nó chỉ là tương đối nhưng mà nó tương đối là tương đối với cái khả năng mà mình cho ra nha Chính bởi vì như vậy đó. người giàu thì đúng là cái khả năng bố thí của họ thì rất là nhiều rất là tốt và họ thường thì um, nói chứ cũng là một cái um, bộ phận uh, không thể bỏ qua của các tự viện bởi chính bởi những cái đại gia thí chủ mới giúp cho các cái ngôi chùa rất là nhiều nha ví dụ như cần xây đúng không một trăm bao xi si măng một ngàn bao xi si măng À, còn um, bá gia ba tánh thì đến có khi uh, một bao hai bao đấy nhưng mà nhưng mà cái người nghèo ấy khi mà họ bố thí thì thường cái phước họ nhiều hơn người giàu tại sao như vậy bởi vì um, như quý vị thấy hồi nãy cái người giàu ấy khi chúng ta bố thí đúng là chúng ta có khi chúng ta bố thí rất là nhiều nhưng mà cái sự bố thí của mình ấy nó được bao nhiêu phần trăm trong số tài sản mình có được bao nhiêu phần trăm nhưng mà đối với người nghèo ấy khi mà họ bố thí thì cái tài sản của họ nó thường chiếm rất là nhiều thường chiếm rất là nhiều mà có khi là họ sẵn sàng họ dốc sạch túi để mà họ bố thí trong khi đó người giàu hiếm khi mình chỉ dám dốc sạch tài sản để mà mình cho nhưng mà người nghèo họ dễ làm cái chuyện đó hơn thành thử người nghèo đúng là họ um, khó bố thí nhưng mà một khi họ chịu bố thí thì thường ấy cái cấp bậc của họ sẽ cao hơn người giàu rồi um, ngoài ra khi mà chúng ta bố thí chúng ta còn xét rất nhiều khía cạnh khác ví dụ như uh, xét về cái thời gian mà chúng ta bố thí thứ nhất là bố thí uhm. à, à sư quay trở lại cái cái vấn đề mà nô lệ thí bằng ngũ thí và chủ nhân thí để cho quý vị thấy được cái sự chênh lệch ha ở trong kinh uh, tệ túc ấy thì ông vua tệ túc khi mà ông bố thí ông mở một cái cuộc chai đàn ông bố thí thì uh, ông bố thí cho tăng ni tăng ni cư sĩ đủ hết một cây đàn rất là lớn nhưng mà ông toàn cho mấy cái đồ mà ông không thèm ăn không à rồi những cái vải vóc mà ông không thèm mặc nhưng mà quý vị biết mà cái kho của nhà vua ấy thì cái vua không thèm ăn thì nó cũng thuộc lại đồ ngon chứ không phải đồ dở nha chẳng qua ông vua ổng ăn ngon rất quen rồi thành ra cái đồ bớt ngon ổng không có thèm ăn thôi chứ nó vẫn là đồ ngon rồi cái vải ông vua không thèm mặc nhưng mà nó đã nằm trong quốc khố thì làm gì có vải xấu ừ? nhưng mà vẫn là cái vải ổng không thèm mặc đấy rồi một cái anh ăn xin khi mà ảnh nhận cái của bố thí như vậy đó ảnh có lòng ảnh chê ảnh chê á là ông vua mà cho mấy cái đồ mà ông không thèm ăn ông không thèm mặc tức là mấy cái đồ thừa ở trong kho mà ông cũng bị đặt ông lấy ra ông cho thì uh, nhà vua nghe thì cũng quê uh, nóng nóng ruột thì mới nói vậy thôi bây giờ đó cái kho của chậm ấy khanh giỏi thì khanh uh, lấy nó mà thành bố thí mà quý vị biết rồi để ý dùng hai chuyện thứ nhất thứ nhất đây là kho của nhà vua nha cái thứ hai là anh này đó là anh lấy đồ trong kho nhà vua để anh cho người ta mà quý vị biết rồi đối với cái anh mà anh ăn xin ấy, thì đâu phải đồ của ảnh đâu cho nên là ảnh cho đồ ngon đồ thượng hạng đồ xịn đồ đắt tiền ở trong kho thì đối với ảnh ảnh không có một cái băn khoăn gì hết ảnh không có cái sự băn khoăn gì hết cho nên nhà vua đấy thì cho theo kiểu nô lệ thí mà cái anh ăn xin ấy, thì ảnh cho theo chủ nhân thí sau khi thân hoại mạnh chung cái anh ăn xin ấy, thì sanh về cõi uh, đau lợi ở trên đó đó. Ảnh có cung điện, rồi có uh, tiên nữ rồi tha hồ hưởng phước ở trển ha. Còn ông vua tệ Túc ấy sau khi thân hoại mạng chung um, cũng sanh lên về cõi trời, nhưng mà sanh về cõi Tứ Thiên Vương làm ông tiên cô đơn. Tức là sao? không có chỗ ở. Nha, không có chỗ ở. Cứ đi lang thang vậy thôi. Rồi thấy cái chỗ nào mà ở nhờ được thì cứ cái kiểu mà bỏ hoang ấy thì ông cứ chui vào đó ông ở nhờ. Rồi cũng không có thân bằng quyến thuộc, không có tiên nữ, tiên nam gì hết trơn trời, ơi, có con mình ổng à. Cho nên đó là sự khác biệt nha, đó là sự khác biệt. ra cẩn thận. Ừ rồi tiếp à, nói về cái thời gian mà chúng ta bố thí đấy, đi chờ xin một chút. xét về cái thời gian mà chúng ta bố thí đấy. thì nhớ dùng cái đầu tiên, càng sớm càng tốt. tức là gì? ở trong cúng kinh phân biệt cúng giường. Cái anh bà la môn khi mà anh hỏi đức thế tôn vậy chừng nào chừng nào thì con nên bố thí đức thế tôn nói chừng nào mà ông hoan hỷ thì ông bố thí tức là gì khi mà cái lòng của mình ý muốn cho thì mình cứ cho chừng nào mình vui mình hoan hỷ thì mình cứ bố thí tại vì sao bởi vì cái lòng mà muốn cho đi đấy hiếm có lắm quý vị nó hiếm lắm mà thường ấy sau khi mà nó có rồi đó là mình sẽ có đủ thứ lý do thì là tại bởi để mình khỏi cho nữa không tin quý gì để ý đi mỗi một lần ấy mình có cái lòng bố thí mình có cái lòng cho đi mà chỉ cần mình để đó thôi, mình không làm liền thôi, mình để đó thôi, thì nó cũng sẽ có đủ lý do để thôi, không lần này thì lần khác, tức là mình trì hoãn cái việc làm phước của mình lại, nha. À, sư nói tại sao á khi mà mình nhận lương ấy, mình không muốn kể ngày nào mà khi mình làm phước, á, mình cứ hay trì hoãn. chính bởi vì như vậy khi mà mình làm phước càng sớm càng tốt khi nào hoan hỷ thì bố thí đi ra đường thấy uh, con chó con mèo hoang ha mà tự nhiên tự nhiên ở trong bụng nó có cái suy nghĩ là thôi mình mua cái gì đó cho nó ăn đi là ngay lập là tức làm liền ngay lập là tức làm liền mình có phước liền cái chỗ đó uhm rồi ra đường thấy đứa bé ăn xin à, tự nhiên mình có cái lòng à, hay là mình mua ổ bánh mì cho nó đi ngay lập tức làm liền đừng có chờ tại vì hồi mà mình chờ á, mà nó có một đống một đống cái suy nghĩ nó xuất hiện đứa nhỏ này có bị chăn dắt không ta để mình cho nó là nó có ăn được không ta à, rồi nhưng mà thôi đi à, mình chạy hồi biết ở đây có cái tiệm đồ ăn nào không ta rồi cứ như vậy đó mình cứ chần chờ như vậy rồi một hồi là mình khỏi cho luôn và cái chuyện đó là cái chuyện thường xuyên xảy ra chính bởi vì như vậy đức thế tôn nói khi nào mà chúng ta hoan nghỉ thì nên bố thí ngay lập tức sư bản thân sư đó sư tập sư tập bản thân mình không có cái tánh đó nhưng mà sư tập đó là gì Mỗi một lần ấy mà mình có cái suy nghĩ bố thí nha, mình có suy nghĩ bố thí là làm liền. Cho liền và không để cho cái những cái sự thối tiếc hoặc là lý do, lý chấu mà nó nó cản mình. Không. Có là làm liền. Bởi vì như sư nói cái tâm cái tâm bố thí của mình nó hiếm có lắm cho nên có là phải giữ nha. Giống như mình thấy mà tiền, thấy có tiền là mình lấy thôi nha, thấy có tiền là mình lấy thôi. Thành ra cũng y như vậy, thấy có phước là mình tận dụng mình lấy phước. Chứ còn chờ là phước nó bay mất. Hứng? ngoài ra thì có những thời điểm mà chúng ta bố thí đó, thì nó phước nó được nhiều tức là cái sự bố thí đúng lúc nha. bố thí đúng lúc là như thế nào à, chúng ta bố thí cho cái người mà sắp đi xa nha mà mình à, cho họ đó à, những cái à, vật chất những sự giúp đỡ để mà họ đi được an toàn, đi được yên tâm thì đó là sự bố thí đúng lúc. Rồi bố thí cho người mà ở xa vừa mới đến thì khi họ ở xa vừa mới đến, có nhiều khi họ lạ nước lạ cái, rồi họ thiếu thốn cái này cái kia mà mình bố thí cho họ như vậy đó, tức là mình bố thí hợp thời. Rồi mình bố thí cho người đang bệnh, nha bố thí cho người đang bệnh thì khi đó chắc chắn là họ cần giúp đỡ. Đó là sự bố thí hợp thời rồi bố thí cho cái người nuôi bệnh nha xin thưa ai có nuôi bệnh thì biết nói chứ nhiều khi mình đi nuôi bệnh ấy, mà mình còn mệt hơn cái người bệnh đấy à, cho nên bố thí cho người nuôi bệnh cũng là cái sự bố thí hợp thời à. À sư nhận được cái thông báo là cái cái mạng nó không có được ổn định à, quý vị thường bị văng ra thì không biết là quý vị có nghe rõ hay không thì vui lòng chat để cho sư biết ha ừ. Rồi. Rồi cái hợp thời ở đây đấy Ừ, hợp thời ở đây đó. À, nó còn là khi nó nó kỳ chứ nó còn là khi mà chưa uh, chưa tăng á mấy những vị tu sĩ á vừa mới sám hối xong. À, tại sao? Bởi vì um, cái giới có rất là nhiều. Yeah, cái giới có rất là nhiều, 227 giới đó là chưa kể những cái cái giới nhỏ tức là những cái giới mà tác ác ấy. nếu như mà cộng thêm những giới tác ác thì chúng ta cộng thêm chừng khoảng 100 giới nữa chỉ có hơn 100 giới nữa chứ không có ít hơn 100 giới đâu thì nó dẫn đến một trường hợp là đôi khi một vị sư thì cũng không chắc là mình có có tròn hay không có tròn hay không à, mà thành thử ít nhất là mỗi nửa tháng khi mà vị tỳ kheo đó sám hối xong đó, là tính cái thời điểm đó, đó là vị đó trong sạch về giới nha vị tỳ kheo sau khi sám hối xong là vị đó được xem là trong sạch về giới thì như vậy đó mình bố thí cho họ bố thí cho các vị đó, đó cái phước mình nó nhiều tại vì nó hợp thời ngoài ra à, còn bố thí cho vị vừa mới xuất thiền nhưng mà cái này thời nay thì kiếm ở đâu ra ha thôi để qua một bên ngoài ra các các vị trưởng lão á, thì còn nói nè. bố thí cho các cái vị tân thọ đó tức là vừa mới thọ giới xong á, vừa mới làm lễ xuất gia xong á. À, xuất gia thọ giới tỳ kheo, xuất gia thọ giới sa di, bố thí cho các vị đó phước nhiều lắm. Tại sao? Tại vì đó là lúc uh, mà vị sư đó, đó vị thầy đó, đó trong sạch nhất trong cái đời tu <laughs> và suốt bao nhiêu năm sư sau khi xuất gia thì sư phải công nhận các vị trường lão đó nói đúng. đấy rồi bên cạnh đó thì chúng ta còn chia ra trước khi bố thí có những cái có những điều mà nếu như chúng ta có thì cái phước chúng ta có rất là nhiều thứ nhất là chúng ta bố thí có sự chuẩn bị nha tức là sao mình xem coi ừ, cái người mà mình chuẩn bị cho đó họ cần cái gì họ cần cái gì rồi sau khi mà mình biết được rồi đó mình có sự chuẩn bị nó chu đáo thì nhờ như vậy đó cái phước mình nhiều lắm quý vị biết là có rất là nhiều những lần mà chúng ta trợ cấp lũ lụt nha ví dụ như miền trung lũ lụt rồi các cái thể loại thiên tai Quý vị có biết là có đôi khi chúng ta cho quần áo cũ rất là nhiều. Nhưng mà nhiều nơi đó họ chỉ cần một số ít thôi. Sau đó quần áo cũ bỏ họ vứt. Tại vì họ không cần nhiều đến như vậy, họ không cần nhiều đến như vậy mà chúng ta cứ nghĩ là thôi thì tới tới cái dịp đó thì mình có quần áo cũ nào mình không xài thì thôi mình cứ cứ quăng hết cho họ đương nhiên là có cả những cái trường hợp mà chúng ta có cái đồ mới, đồ sạch, đồ quý mình cũng cho nhưng mà do mình không có tìm hiểu trước, ấy, cho nên cái nhu cầu của họ nó chỉ chừng mực thôi mà mình cho nó dư, mình cho nó dư mình không tìm hiểu, rồi nó dẫn đến cái tình trạng là họ không thèm là họ bỏ đó một là họ đem bán, bán cho mấy cái chỗ mà nói nó kỳ, mấy cái tiệm sửa, xử... mấy cái tiệm mà rửa xe đó, mấy tiệm rửa xe họ mua mấy cái đó về họ làm vẽ lâu họ, họ rửa cái xe còn không thì cứ quăng đại đó rồi thì người ta chụp hình lên rồi thiên hạ nói cho không biết quý rồi, nhưng mà xin thưa là tại vì cái nhu cầu của họ có nhiêu đó thôi thì dư thì không lẽ bây giờ họ làm cái gì bây giờ yeah. cho nên khi mà mình cho mình có sự chuẩn bị nó khác nhiều lắm nhắc nhắc mới nhớ ví dụ cho có sự chuẩn bị mới vừa rồi tôi nhìn thấy một cái xe tải một xe tải chở thanh long vào chùa sư rớt nước mắt rớt nước mắt tại sao chùa mà tính luôn công quả thì chỉ có mười mấy người thôi chỉ có mười mấy mạng thôi mà chơi nguyên một xe tải cả trăm ký thanh long ăn cho lòi mắng hỏng hay chi ăn cho tới chừng nào mà nằm mơ tới thanh long mình nhìn tới thanh long mình nó mình gọi là nó tởn tới già thì thôi chắc vậy ừ. mà quý vị biết là cái mùa này thanh long nó đang <laughs> ế trọng mới chơi ở ngoài đó thành thử bây giờ cho thì cho ai bây giờ hả ở ngoài người ta cũng dư thừa đấy thành thử chùa ăn thì ăn không hết mà để cho nó nó thối nó sình ấy mà đem bỏ đó, thì chúng nó chửi. Nha, chúng nó chửi chùa ăn sang. À... <laughs> thì có phải là mình khi mà mình cho như vậy mình không có sự chuẩn bị không? Ừ, khi mình bố thí mình không có sự chuẩn bị. Đấy. Đấy. mà trước khi mà mình tới mình suy tư mình chuẩn bị để coi coi cái chỗ đó họ có cần hay không và cần bao nhiêu là đủ để cái sự chuẩn bị đó nó làm cho cái phước mình nó chỗ rất là nhiều ừ. rồi cái thứ hai xin nhắc luôn là nếu như mà quý vị đi ra ngoài mà có đi mua ấy, có đi đi mua đồ để mà mình làm từ thiện để mình bố thí nói nhỏ nhau nghe đừng trả giá nha đừng trả giá bởi vì sao bởi vì khi mà mình trả giá đó tức là cái lòng của mình nó hẹp mình muốn bỏ tiền ít cái lòng mình nó hẹp mặc dù đúng là mình muốn bỏ tiền ít hơn để mà mình có được nhiều hơn nhưng mà tại sao mình không muốn cái cái mà nhiều hơn đó mình bỏ tiền ra nhiều hơn nữa quý vị có thể hỏi dựa vào đâu để mà sư nói như vậy dựa vào đâu sư nói như vậy thì um, để sư nhớ kì. có nhiều câu chuyện lắm có nhiều có nhiều ví dụ lắm mà sư đang lừa sư đang lừa cái ví dụ như quý vị à, có một cái có một vị không, có một vị cư sĩ có một vị cư sĩ À, mà khi mà thấy một vị sư đi bác, nha, thấy một vị sư đi bác thì vị này mới lấy tiền để mua mua đồ ăn để mà cúng dường cho vị sư này. Nhưng mà cái anh mà anh anh bán đồ ăn ấy thì anh thấy anh này đang gấp mà thì anh nâng giá nâng giá nhưng mà lạ một chỗ là cái anh này ảnh nâng bao nhiêu thì cái cái anh mà mua đó ảnh cũng đồng ý anh trả hết cho đến khi mà ảnh nâng cái giá mà nó quá cao thì anh này ảnh mới tư thiệt là từ thiệt chứ tại vì tôi chỉ có nhiều đây tiền thôi chứ còn nếu mà không có thì nếu mà tôi có thêm tôi cũng bỏ rồi nhưng mà bây giờ tôi chỉ còn có bao nhiêu đây tiền thôi cho nên anh bán được thì anh bán cho tôi đi thì cái anh mà nghe anh nghe như vậy đó tức là anh đã trả được cái giá cao nhất rồi thì ảnh bán đồ ăn cho cái anh cư sĩ này và anh này anh rất là hoan hỷ anh rất là hoan hỷ à, anh đi đến ảnh đặt bát cho cái vị sư và khi mà anh cúng dường như vậy đó cúng dường được anh vui lắm anh vui lắm ảnh hoan hỷ lắm và trong cái sự hoan hỷ đó ảnh kể với vị sư là thưa sư ấy, cái đồ ăn này nếu mà cái giá thị trường này nó cũng không có bao nhiêu đâu nhưng mà sư biết không à, con con vì cái món đồ ăn này đó mà con bỏ ra tới 60 đồng tiền vàng mà 60 đồng tiền vàng này không phải tự nhiên mà con có đâu con đầu tiên là con phải con rồi vợ con phải làm lụng cực khổ mấy tháng trời như vậy đó dành dụng được 6 đồng tiền vàng để chi để chuộc con gái của con hồi xưa nghèo quá không có tiền mới đem gán con gái để có tiền nhưng mà rồi hai vợ chồng mà ráng đi kiếm tiền để chuộc lại con gái nhưng mà thấy sư còn hoan hỷ quá cho nên là con đem sạch 60 đồng tiền vàng để con cúng dường cái cái bữa ăn này cho cho sư thì vị sư khi mà nghe như vậy đó, vì này rúng động tại vì lúc bây giờ đó cái món đồ ăn nó trở nên quá là có giá trị nha quá là có giá trị cho nên vị này mới suy nghĩ là ta không thể nào để cho cái phước của người cư sĩ này đó, tiêu một cách hoang phí được cho nên sau khi vị này dùng xong vị này nỗ lực hành thiền và chứng đắc đạo quả. Và sau đó đó vị này viên tịch. Và với cái lời dặn là cái 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 thi hài của vị này đó, là chỉ có cái người cư sĩ mà năm xưa mà hôm bữa trước mà cúng dường cái bữa ăn thì mới nâng lên được thôi còn ngoài ra không có ai nâng lên được hết thì cái câu chuyện này đến tay nhà vua và nhà vua thưởng cho cái anh cư sĩ này rất là trọng hậu nó hơn nhiều sáu chục đồng tiền vàng kia ừ. và trong kinh có rất là nhiều những trường hợp như vậy tức là gì tức là khi mà cái vị cư sĩ cần mua ví dụ như có vị thì mua mật ong có vị thì cần mua cái lá một cái um, uh, cái cái gọi là một cái đồ gia vị nó một cái đồ gia vị có vị thì cần mua cá nhưng mà cũng gặp cùng một cái trường hợp đó là người ta thấy mình gấp người ta nâng giá và các vị này nâng giá bao nhiêu thì họ cũng trả hết nâng giá bao nhiêu họ cũng đồng ý hết không hề có cái chuyện trả giá cái kiểu mua cho chùa thôi giảm giá đi không có chuyện đó không có chuyện đó mà cái kiểu nâng bao nhiêu họ cũng trả hết họ không bao giờ có chuyện trả giá và nhờ như vậy đấy cái phước họ chỗ kinh khủng nha toàn là những bậc long tượng nha toàn là những bậc đứng đầu không cho nên khi mà mình làm từ thiện khi mình bố thí cúng dường mà mình mua ấy, mua đồ ấy, người ta hết giá càng cao tức là người ta tạo điều kiện để cho mình có càng nhiều phước nha cứ suy nghĩ như vậy cái giá người ta đưa ra càng cao tức là người ta cho mình phước càng nhiều cho nên hoan hỷ hoan hỷ không có trả giá sư ngại nhất mà cái này thì nó nó kỳ cái này nó trở thành một cái 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 cái, cái bệnh cái bệnh chung của những vị mà đi mua thứ nhất là đi mua đồ từ thiện mà thứ hai là đi mua đồ cho chùa cứ câu cửa miệng mua đồ cho chùa giảm giá chi vậy chi vậy đấy à, mà quý vị biết là khi mà sư nói nó kỳ nha nói nó kỳ khi mà sư có cái lòng phát tâm hoan hỷ mà muốn mua một món gì đó để mà làm phước cúng dường ấy, không bao giờ nhìn giá nói không nhìn giá tức là mình đủ khả năng mua nha tức là cái món đồ đó, mình đủ khả năng mua nhưng mà chỉ cần mình đủ khả năng mua thôi cái chuyện mà mua xong rồi mình có còn tiền hay không <laughs> không quan trọng không quan trọng chỉ cần mình hoan hỷ được rồi cái món nó càng đắt nha cái món nó càng đắt cái phước mình càng nhiều nhưng không có cái chuyện mà mình nói à, thôi mua cho chùa mua cho chùa giảm giá đi sai rất là tiếc là không nhiều người biết cái chuyện này nha rất tiếc là không nhiều người biết cái chuyện này à, những cái vị mà âm thanh bị ngắt cái thì ngày hôm nay ngày hôm nay uh, sư có sư có thu chưa có thu lại thì uh, sau đó sư sẽ up lên ừ? sư sẽ up lên up lên YouTube à, thành ra là quý vị không phải lo hết ngoài ra đó thì đó là trước khi bố thí ha. tức là mình có cái sự chuẩn bị có cái sự tìm hiểu và mình khi mà mình bố thí mình mua đồ đấy đừng có trả giá cái thứ nhất cái thứ hai là trong khi mình đang bố thí trong khi đang bố thí thì có những điều lưu ý như sau mà xin không biết xin nói nãy giờ quý vị có ghi lại hay không thứ nhất là khi mình đang làm phước như vậy đấy đừng có để nó lẫn những cái tâm bất thiện vào ví dụ như À, mình à, đang đang bố thí đang làm phước ha, đang bố thí à, mình thấy mấy cái người ví dụ như à, họ làm rối đi họ làm rối rồi họ làm những cái chuyện mà mình nhìn không được để cho là mình phải nhíu mày thì không có nên không có nên để nó ảnh hưởng đến cái tâm trạng của mình à, hoặc thí dụ như mình hôm nay mình dắt xe ra ngoài mình à, đi bố thí lỡ dọc đường mà té xe đang đi bố thí lỡ dọc đường té xe khéo suy nghĩ khéo suy nghĩ khéo suy nghĩ ờ à, nhờ như vậy đó thì cái cái chuyện mình làm nó có thử thách nha mà càng thử thách thì cái phước mình nó càng nhiều ừ. Uhm. cho nên đừng có để những cái những cái tâm mà nó bất thiện thí dụ như là buồn rầu lo lắng hối hận bực bội nó chen lẫn vào không có nên tôi nhớ khi cái hồi mà sẽ còn là cư sĩ còn là cư sĩ có lần ấy có cái lòng hoan hỷ hoan hỷ à, chở hai bao gạo à, từ đồng nai mà lên đến à, để coi như lên tới cái gì, bình phước hả? không nhớ không nhớ phải bình phước không mà đi ấy, cái hồi hồi đó thì nó điện thoại nó không có như bây giờ điện thoại nó không có như bây giờ mà nó có cái bản đồ nó tiện à, như bây giờ thì không có thành thử đi ấy, nó chịu đủ đủ thứ rắc rối thứ nhất lạc đường thứ nhất là lạc đường cái thứ hai ấy, là bể bánh xe mà đường núi mà bể bánh xe ở trong cái đường nhỏ hẹp mà bể bánh xe của vị tin tự nổi không à, thì đã vậy đi cái xe mà cái xe à, không không có ruột đó, cái vỏ cái vỏ không có ruột ấy à, thành ra là không có phải chỗ nào họ cũng vá xe được họ cũng vá được cái loại đó à, cho nên là đấy rồi đã vậy còn té xe nữa vừa té xe vừa bể bánh xe mà vừa lạc đường à, tại vậy là trong túi cũng không còn tiền <laughs> chỉ là đủ tiền để đổ xăng từ đây đến cái thiền viện đó và từ cái thiền viện đó à, chạy về sài gòn thôi hết tiền ừ. mà khi té xe như vậy mà đủ chịu đủ thứ trên trời vậy đất khi đó xuất có suy nghĩ như vậy nhờ như vậy đó cái chuyện mình làm phước đó, nó có ý nghĩa nhờ như vậy đó phước mình nó mới nhiều thành thử đó, nó tránh được um, cái tâm trạng mà bực bội, bức bối, khó chịu, nha. Đấy, cho nên mình phải khéo tác ý. Hoặc là um, nó như thế này nữa nè. Um, giả sử như mình đang đang đi làm phước ừ, trên đường, đang đi làm phước mà bị té xe, té xe, thì có vị đó vì nó suy nghĩ như, như vậy sư thấy hay nè tức là lẽ ra đó lẽ ra đó là mình thấy bị cái nó nặng hơn rồi có thể gãy tay gãy chân hoặc khi mình chết luôn nhưng mà nhờ cái phước mà mình làm ấy nhờ cái phước mình làm cho nên mình mới bị nhẹ như vậy nha tức là mình khi mình khéo suy tư ấy, thì nó đỡ hơn nhiều lắm ừ. rồi này rồi khi trong khi mà mình đang bố thí như vậy đó ráng có cái lòng cung kính bố thí trong sự cung kính sự biết cái này khó nhưng mà mình ráng à, tại sao khi mà mình cho dù cho là mình cho một cái con chó cho một con mèo cho một cái người ăn mày hoặc là cho một cái người mà nhậu nhẹt say xỉn uh, khèo mình ê uh, cho mấy mấy đồng uh, cho cho mấy đồng đấy kiểu như vậy. Dù cho đối tượng là bất cứ ai mình cũng nên cho trong sự tôn trọng. Nếu không thể cung kính được thì cũng nên cho trong sự tôn trọng bởi vì sao? Bởi vì cái phước cung kính nó cho cái quả lớn lắm quý vị khi mà mình bố thí mà thiếu cái sự cung kính ấy, nha thiếu sự cung kính thiếu sự tôn trọng ấy nó sẽ cho cái quả đời sau kiếp khác nhờ bố thí nhờ bố thí mà mình có tài sản nhưng mà do mình thiếu cái phước cung kính cho nên mình ở cái vị thế thấp kém ví dụ như ở đợi cho nhà giàu ở đợ cho nhà giàu chuyện này có rồi trong kinh cũng có mà thời nay cũng có hoặc tệ hơn nữa là làm nô lệ cho nhà giàu mặc dù đúng là ở trong mấy nhà giàu đó đó mình ăn ngon hơn thiên hạ nha mình mặc đẹp hơn thiên hạ mình ở sướng hơn thiên hạ À, quý vị lương uh, sẽ gây này vui lòng uh, tắt cái micro đấy à, mình Tôi quay trở lại vấn đề mình được rất là nhiều cái hơn thiên hạ nha được rất là nhiều cái hơn thiên hạ à, đúng là như vậy nhưng mà mình lại ở một cái vị thế thấp kém nha ra đường mà mình nói tôi ở đợi cho nhà giàu thì hình như nó không có ai nhưng nó không có ai trong khi đó cũng cũng như vậy cũng như vậy cũng cái phước đó cũng cái phước đó mà mình cho trong cái sự cung kính đấy. thì mình làm chủ người ta yeah. ra vị để ý có những người mà họ chỉ kiểu nhà giàu nhưng mà đầy tớ đầy tớ nhà giàu thôi nhưng mà có những người đó giàu nhưng mà họ đứng đầu thiên hạ nha họ ăn trên ngồi trước họ có địa vị khác biệt ở chỗ nào khác biệt ở chỗ năm xưa khi mình bố thí mình có sự cung kính hay không dù cho đó là một người phá giới dù cho đó là một con thú thì mình có sự tôn trọng hay không quan trọng uhm rồi ngoài ra đấy khi mà mình cho như vậy đó mình có dân tận tay hay không tức là mình có trực tiếp là người cho hay không hay là mình uh, nhờ người khác cho dùm nha yeah. uh, nhờ người khác làm dùm ấy thì khi mà mình tự tay mình bố thí đấy, thì cái phước nó lớn hơn là cái phước mà mình uh, nhờ người khác làm dùm À, trong kinh tế túc ấy. Thì à, nhắc để cho quý vị nhớ nhé, nhắc để cho quý vị nhớ. À, giả sử như mà mình làm từ thiện, mà mình có mấy cái đứa nhỏ ở dưới, mình có, đàn, mình có em Út nha để mình có người làm rồi mình giao cho nó nó đi làm giùm mình. Nó cầm tiền của mình nha, nó đi phát từ thiện giùm mình nhưng mà cái phước của nó lớn hơn mình, mặc dù tài sản không phải là của nó mà là của mình. Do cái đứa làm giùm mình ấy nó dâng tận tay nha. Ngoài ra trong khi bố thí thì nó còn xét ở chỗ là khi mình làm như vậy đó, mình có sự tập trung hay không tức là mình làm mình có sự chú tâm hay không hay là mình làm đầu óc mình còn nghĩ ở chỗ này mình còn nghĩ ở chỗ kia nói quý vị nếu như quý vị thử nha, nếu như quý vị thử thì quý vị có thể trải nghiệm cái chuyện này tức là gì khi mà quý vị tụng kinh ấy khi tụng kinh thôi khi tụng kinh thôi mà mình chú tâm vào cái lời tụng ấy quý vị sẽ cảm nhận nó khác lắm nó khác lắm so với cái chuyện uh, mà mình uh, tụng mà cái kiểu tụng theo thói quen Nha. tụng kinh còn như vậy huống chi là cái chuyện mà mình bố thí khi mình bố thí mà mình có sự chú tâm có sự tập trung đó. cái phước nó lớn giống như nước ấy mà có sự tập trung thì nó mới chảy lên chỗ cao được nha nó chảy lên chỗ cao dễ dàng còn nước mà nó cứ chảy tràn lan ấy, thì thường nó chỉ đi xuống chỗ thấp thôi đấy rồi đó là trong khi bố thí rồi sau khi bố thí nó có nhiều cái ảnh hưởng thứ nhất là làm ơn làm phước cái gì mà mình cho rồi đó, đừng bao giờ hối hận trong cuộc đời của sư thì đương nhiên là cũng có nhiều lần mình cho nhầm những cái người bất xứng hoặc là mình cho nhầm những người mà sau đó mình nghi là họ lừa mình mình nghi là họ lừa mình hoặc là cho nhầm cái phường mà vong ơn bội nghĩa nha à, hoặc là cái cái kiểu ăn cháo đá bát nhưng mà mình cũng ráng ráng là một chuyện đó là gì đừng bao giờ hối hận về cái mà mình đã cho tại sao như vậy bởi vì sau khi mà mình cho đó mà mình hối hận ấy đời sau kiếp khác có của không dám xài ở trong chú già pháp Cú có nhắc đến một cái câu chuyện là một cái ông bà một cái ông trưởng giả, ông rất là giàu. Ông giàu vô cùng. Nhưng mà ông ăn không dám ăn, mặc không dám mặc nha. Tài sản thì cứ cứ để đó. đó. Mà người hầu ấy mà nấu cho cái món gì mà ngon một chút xíu là ông nói sao phí vậy? sao mà lãng phí vậy cái này cho ai ăn đi ông và ông không có chịu ông chỉ ăn những cái thứ mà những người ăn xin mới ăn thôi mà ông mặc cái ông mặc toàn đồ rách nát nha cái vải xấu nhất ông mặc mà tài sản rất là nhiều tới hồi ông chết không có con cái nối dỗi ờ, nhà vua bác sĩ nó đi đấy chở vàng của ổng mà chở mười mấy chiếc xe mà chở không hết mới đem chuyện này đến hỏi đức thế tôn thì đức thế tôn nói bảy kiếp về trước cái người này nè à, từng cũng là một người keo kiệt cũng là một người keo kiệt à, nhưng mà khi thấy một vị phật tộc giác đi ngang qua đó tự nhiên phát tâm kêu bà vợ thôi xuống cho ổng chút gì đi bà vợ bà hết hồn cho từ xưa đến giờ chưa bao giờ nghe ông này ổng lên tiếng ổng cho ai một cái gì mà hôm nay ổng lên tiếng ổng cho thì bà vợ bà mới xuống cho vị phật độc giác đấy cúng dường thực phẩm cho vị phật độc giác nhưng mà ngặt nổi ông này sau khi ổng cho đó ổng nhìn vị tu sĩ đi khuất rồi đó ổng mới hối hận không nghĩ mà ổng nghĩ ngặt như vậy cho con chó nó còn biết giữ cửa biết biết giữ cửa ha cho người làm á, nó còn biết làm chứ còn cho mấy ông cho mấy ông thầy tu như vậy nè ông ăn xong ngủ làm được cái gì đâu uổng cho uổng thì khi ổng có cái lòng hối hận như vậy đấy đời sau sanh ra nhờ cái phước bố thí ổng rất là giàu ổng giàu vô cùng nhưng mà do ổng hối hận cho nên là ổng không có cái phước ổng hưởng cái của đó thành ra có của không dám xài mà quý vị thấy đó, thời nay đó, cái người đó cũng không hề hiếm giàu thì giàu nứt đố đổ vách nha hoặc là giàu rất là nhiều tài sản có rất là nhiều nhưng mà ăn không dám ăn mặc không dám mặc ở không dám ở xài không dám xài do đâu do năm xưa cho sau đó hối hận cho nên ấy, mặc dù có đôi khi đúng là mình cho nhầm mấy cái phường mà lừa đảo mình cho nhầm mấy cái phường bất xứng mình cho nhầm mấy cái phường mà ăn rồi nó phản à, nhưng mà thôi đồ đã cho đi rồi nha đồ đã cho đi rồi thì đừng hối hận mình cho đi tức là mình đã coi như mình đã bớt đi tài sản rồi đó thì mình phải được hưởng cái quả mà mình đã làm chứ mình phải hưởng cái quả mình đã làm chứ mặc dù đúng là mình cho cái thứ đó nó không biết ơn nhưng mà mình vẫn hưởng được cái phước không lẽ tự nhiên mình hối hận để chi đời sau kiếp khác thêm một lần nữa mình không được xài phí vậy phí nha cho nên ráng cho xong rồi đừng bao giờ hối hận ở trong trung bộ kinh ấy một vị trưởng lão nói với nhà vua xin nhớ hình như là vua bác sĩ đã đi tức là sau khi mà nhà vua đã bố thí rồi nếu như có cái lòng hối hận xuất hiện thì đừng để sự hối hận đó ảnh hưởng đến bệ hạ tức là sao khi mình cho nhầm cái phần bất xứng thì cái suy nghĩ hối hận chắc chắn là nó sẽ khởi lên nhưng mà đừng để cái suy nghĩ đó ảnh hưởng đến mình ừ. rồi sau khi bố thí thêm một vấn đề nữa đó là gì mình cho rồi đó mình có biết hồi hướng hay không bao nhiêu con người sau khi làm phước à, không biết bố thí mà phải nói chúng ta sanh vào thời chánh pháp chúng ta rất là may mắn có gì biết không bởi vì nhờ tiếp xúc với chánh pháp chúng ta biết hồi hướng và nhờ chúng ta biết hồi hướng thân bằng quyến thuộc của chúng ta đỡ khổ hơn nhiều lắm đỡ khổ hơn nhiều lắm thưa quý vị bởi vì trôi lăn trong dòng sinh tử luân hồi bao nhiêu thân bằng nguyện thuộc trông chờ người thân bố thí và làm phước hồi hướng đến cho họ nhưng mà những con người đó họ chưa bao giờ nghe chánh pháp họ không biết đến chuyện hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc giỏi lắm giỏi lắm họ chỉ đốt vàng mã là hết rồi giỏi lắm họ chỉ cúng một cái mâm đồ ăn là hết rồi họ không biết đến chuyện làm phước và hồi hướng phước đến thân bằng quyến thuộc cho nên thân bằng quyến thuộc không hưởng được nha chỉ khi nào ấy mà chúng ta làm phước mà chúng ta hồi hướng thì thân bằng quyến thuộc của chúng ta mới hưởng được phước đó nha thành ra nhớ dùm làm phước xong rồi nhớ hồi hướng và khi chúng ta hồi hồi hướng như vậy đấy tức là chúng ta đang làm phước mà có tâm từ nha có cái lòng từ bởi vì nhờ cái lòng từ ấy chúng ta mới hồi hướng đến cho người khác mới biết chia sẻ đến cho người khác nhé và nhờ như vậy chúng ta lại thêm một lần phước rồi thêm một lần nữa rồi sau khi bố thí rồi chúng ta có phát nguyện hay không tức là gì chúng ta bố thí có mục đích hay là chúng ta bố thí không có mục đích cái vấn đề ở đây đó, không phải nằm ở chỗ là mình có mục đích là sai nhưng nhiều, nhiều người họ hiểu lầm nhiều người họ hiểu lầm tức là cái chuyện bố thí mà có mục đích ấy, đối với họ nó giống như là mình có cái sự trao đổi nhưng mà nhầm cái mục đích ấy, nó cũng có nhiều mục đích khác nhau nha có người họ bố thí để họ cầu kết quả nhân thiên thì đó là cái kiểu bố thí mà mục đích thấp kém nhất cái này thì phật chê tuy nhiên ở trong tầng chi thì Đức Phật cũng có nói nhờ nhờ như vậy đấy nhờ những người mà họ um, có cái mục đích mà thấp như vậy đấy, ít nhất cũng do đó mà họ chịu làm phước bố thí nha yeah. cho nên mình cũng không có chê không có chê chẳng qua là um, thì nó hơi thấp thôi Nó hơi thấp thôi rồi cái mục đích thứ hai đó, mới là mục đích cao thượng đó là gì? Hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Nha. Khi mà chúng ta làm phước nhằm mục đích hướng đến quả vì giải thoát thì cái bố thí đó, đó gọi là bố thí ba la mật. Tức là bố thí nhằm mục đích hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Quý vị có thể hỏi dựa vào đâu mà sư nói như vậy? Thứ nhất là Bồ Tát xuống Mê tháp ở uh, trong cái... cái kiếp mà được Phật Thọ ký đi sau khi ngài bố thí nha, sau khi ngài bố thí ngài quỳ dưới chân Phật Diên Đăng và ngài phát nguyện do cái phước mà con đã tạo mong cho con đạt được quả vị chánh đẳng giác như ngài. Quý vị nghĩ đi, nếu như mà ngài không có cái lời nguyện như vậy, không có mục đích hướng đến quả vị chánh đẳng giác, không có mục đích hướng đến quả vị giải thoát thì làm sao Đức Phật chiên đăng thọ ký cho ngài đây? rồi đó là chưa kể những vị đại đệ tử mỗi một lần ở trong kiếp quá khứ khi các vị đó cúng dường đến đức thế tôn đến một vị chánh đẳng giác quá khứ thì các ngài cũng phát nguyện là do cái phước mà con đã tạo đây mong cho đời sau con trở thành vị đệ nhất thinh văn thượng thủ thinh văn hoặc là vị thanh văn Đệ nhất pháp sư Hoặc là đệ, đệ nhất ly dục Chẳng hạn như vậy Đấy Cho nên ý, Có cái chuyện mà có mục đích ý, Thì nó hơn cái chuyện Mà mình làm phước không có mục đích Nha Mà làm phước có mục đích ý, Cái quan trọng ở đây Là mục đích của mình ý, Là cái gì nó mới quyết định Cái chuyện chúng ta làm phước là thấp kém hay cao thượng. Và nhớ dùm cái từ bố thí đấy. ở trong bali nó có hai một đó, là đà nát tức là sự cái cái bố thí mà mình thường hay nói tức là mình cho đi mình cho thường thôi cho thường thôi. nhưng mà cái thứ hai đó là cái từ cha gác tức là cái từ chữ mà bố thí nhưng mà thí xã tức là gì mình cho mà cho bằng cách là mình bỏ đi cho cái mục đích cho của mình là để mình bỏ đi bỏ bớt cái sự tham lam bỏ bớt sự bỏ xẻng bỏ bớt sự dính mắt đối với tài sản đấy để... và cái bố thí này đó nó mới là cái sự bố thí cao thường chứ còn bố thí mà cái kiểu để mong mình được cái này cái kia ấy thì nó cũng còn kẹt lắm nha và quý vị nhớ giùm một chuyện nha bố thí nhằm mục đích để mình xả bỏ nhằm mục đích để mình ly tham thì nó tương đương với việc mình bố thí nhằm mục đích để giải thoát đừng có nhầm nha đừng có nhầm đấy thành thử chỉ nói riêng chỉ nói riêng về cái việc mọi thứ à, về việc bố thí không thôi đó thì chúng ta có rất là nhiều rất là nhiều cái chuyện để chúng ta nói nhưng mà ngày hôm nay thì tới đây, đây thôi. À, làm sao thì chúng ta sẽ nói về cái vấn đề khác. À, còn cái vị um, Hà Nguyễn hỏi là có thể dạy chúng con cách hồi hướng không? thì khi mà quý vị hồi hướng ấy, cái quan trọng, cái quan trọng là cái nội dung chứ không phải là hình thức. tức là chúng ta nói như thế nào cũng được nó không nhất thiết là phải có cái câu từ mà nó um, cố định, không nhất thiết quý vị thỏa sức sáng tạo nha, thỏa sức sáng tạo. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà quý vị muốn có một cái câu từ, uh, muốn có một một cái câu từ uh, thì sư um, ghi hết uh, cho sự báu mà chúng tôi hoặc là tôi ha trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại cũng như đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hàng được ăn vui ừ. đấy quý vị có thể hồi hướng như thế này ừ. Còn nếu như mà cho cho mình đi thì có thể hồi hướng cũng y chang như vậy á. do sự Phước báo mà chúng tôi đã trong sạch làm đây ha. à là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai đấy à, ngoài ra thì sư thích cái cái lời nguyện này mà quý vị có thể chút nữa có thể đọc theo sư Ừ. nguyện cầu tam bảo từ hàng độ ừ. nguyện thoát ba tay nước lửa binh ừ. nguyện thầy chúng sanh hội oan chết nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện nhìn tam học giới định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ nguyện diệt tâm tham lợi danh nguyện tu tinh tấn không giải đãi nguyện sao đạo quả sớm viên thành đấy rồi duy um, nguyễn từ sư ngoài việc bố thí có suy xét để có quả trí tuệ đời sau thì còn việc làm gì khác bố thí để gây nhân trí tuệ uh, nó có um, khá là nhiều nhưng mà cái quan trọng ấy cái quan trọng vẫn là cái lời uh, nguyện của mình cái lời nguyện ấy, nó giống như là cái hướng để cho cái quả bố thí nó chỗ đúng hướng của mình à, như các vị đại đệ tử ha, các vị đại đệ tử của đức phật ấy có vị cũng các vị cũng bố thí như nhau thôi các vị cũng bố thí thực phẩm đến đức thế tôn à, nhưng mà do có vị thì um, nguyện có trí tuệ thì vị này có trí tuệ vị thì uh, nguyện uh, được chư thiên yêu mến thì uh, được chư thiên yêu mến uh, vị thì uh, nguyện uh, pháp sư thì uh, được làm pháp sư uh, người vị thì uh, nguyện làm đệ nhất đầu đà thì được đệ nhất đầu đà tức là cùng một cái quả bố thí cùng một cái quả bố thí mà mình uh, cùng một cái phước bố thí mà mình hướng cái quả nó đến đâu thì nó sẽ đến đó ừ, tương tự như vậy à, mình hướng cái quả nó đến cái nhân trí tuệ thì mình có trí tuệ ngoài ra ở trong tân chi bộ kinh khi mà bà súp ở xa bà cúng dường đến đức thế tôn ấy đức thế tôn có nói như sau cái người bố thí thực phẩm ấy vị nữ thánh đệ tử bố thí thực phẩm thì đồng thời vị đó cũng là người à, bố thí à, sức khỏe bố thí sắc đẹp bố thí tánh mạng à, bố thí sự an lạc do à, đâu quý vị cũng thấy rồi khi mà mình cho thực phẩm ha, khi mình cho thực phẩm tức là mình à, cho người ta sức khỏe ừ. rồi khi mình cho thực phẩm tức là mình cho người ta được nuôi sống sanh mạng thêm một ngày, cho nên mình cho tức là mình đang cho người ta uh, tánh mạng, rồi mình cho thực phẩm là mình làm cho cái dung sắc của họ nó trở nên đẹp hơn, cho nên nó cũng đồng thời là mình cho họ sắc đẹp. Rồi khi mình cho họ thực phẩm ấy, thì họ đưa cái sự an lạc do họ không bị cái sự đối nó, nó 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 đem lại, cho nên là họ cũng cho cũng đồng thời là họ bố thí sự an lạc. Chính bởi vì như vậy. À, ngoài cái chuyện mà sanh thiên, ngoài chuyện sanh thiên, thì một vị bố thí thực phẩm cũng được những kết quả như là à, sức khỏe, à, sắc đẹp, à, tánh mạng, à, tuổi thọ đó, rồi và ăn sự ăn vui. Ừ. rồi à, thôi cái à, buổi học đến đây thì nó cũng tương đối nó nhiều rồi chúc cho quý vị có được sự an vui trong thiện pháp và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ được kết quả làm người quả trời cùng quả niết bàn nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thể chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện dình tam học giới đình tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lời danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi nguyện sao đào quả sớm viên thành nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sang khai giá chúc quý vị ăn.